Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em model bản vô lăng Taco nhé. Và cộng cả thêm map đường đất và cỏ ăn vàng, quả ngân nhé, cỏ điệu nhé. Bây giờ mình sẽ test thử cho em nghe còi trước nhé. Còi số 3 đầu tiên này. Rồi còi số 2 nhé. Đó, anh em nghe siêu à. Đó. Vô lăng Taco nhìn cũng khá là đẹp rồi nha. Mình sẽ trải nghiệm trước và rồi tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em model nha. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quay. Đó, anh em thấy không? Map đường đất khá đẹp luôn nha. Vừa có map đường đất để chơi, vừa vô lăng mới luôn. Và đá đèn cũng có còi nhé. Đó, còi vàng anh em này. Đó, anh em nghe được siêu không? Tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em model nha. Đường đất khá là đẹp luôn này. Đường đất với cả vô lăng này. Vô lăng mới luôn này. Có cả còi luôn này. Đá đèn có còi luôn nha. Như xe ngoài đời thật luôn anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Cái gì cũng đẹp luôn nhé. Xe đẹp, map đường đất đẹp, vô lăng đẹp luôn, còi nghe thì cực hay luôn nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn anh em model nhé. Đéo tin. Đầu tiên anh em xóa cái game cũ đi cho mình nhé. Cái game cũ này anh em xóa đi cho mình này. Xóa đi này. Rồi sau đó vào Vativer cho mình nhé. Vativer này. Rồi sau đó anh em kiếm cho mình mục download. Mục download này. Anh em bấm vào cho mình. Rồi sau đó hãy kiếm cho mình mục mod APK kit này, này. À, là anh em tải về này. Đó. Rồi anh em bấm vào cho mình nha. Rồi bắt đầu bấm nút mở này. Rồi sau đó bấm cài đặt cho mình này. No way. Rồi sau đó bấm nút mở cho mình nhé. Cho phép này. Sau khi vào game là nó sẽ không vào được nha. Anh em thoát hẳn ra cho mình. Rồi sau đó anh em lại vào Vativer cho mình này. Rồi kiếm cho mình một download nhé. Rồi
Đây anh em sẽ cái OPP này là mình sẽ để dưới phần mô tả nha, phần mô tả của video nha. Anh em download cái OPP và cái APK này, anh em download hai cái này về cho mình nha. Rồi sau đó mình dí liền cho mình cái mã IN100627 này, dí liền cho mình này. Rồi sau đó bấm nút sao chép nhé, sao chép hay cắt đều được nha, sao chép này. Rồi sau đó anh em trở về cho mình, trở về cho mình này. Rồi anh em bấm Android này, rồi OTP này, rồi Maleo nha. Rồi sau đó anh em dán đây cho mình. Rồi dán xong như vậy là xong rồi đấy. Vào game anh em có vô lăng mới này, đường đất mới này, và còi ong vàng, còi điệu, còi ngân luôn nha. Anh em nhớ tải cho mình cái APK và cái OPP này là mình để dưới phần mô tả luôn nha. Anh em nhớ kỹ ấy. Rồi như vậy là xong rồi. Chúc anh em thành công nha. Bye bye.